nó. Bây giờ mình đi sang cái R2. Dạ. R2 thì cái R2 ban ngày, mình có hai loại R2 ban ngày với R2 ban đêm quý vị nhá. Thì tại sao nó gọi là tiếng Anh nó gọi là R square là R bình phương. Tại vì cái tiếng R đầu tiên đó là recharge, là cái anh này recharge, tức là sạc lại đó. Người Việt Nam nói sạc lại làm cho có năng lực trở lại. Mình siêu đi mỗi ngày mà nhờ uống cái này thì mình sẽ có năng lực trở lại ngày hôm sau. Và cái số 2 là ban đêm. Ban ngày là chai cao, ban đêm là chai thấp. Nói vậy cho dễ nhớ, và mình uống mỗi ngày 2 viên buổi tối, và cái này là thanh lọc tế bào. Ngoài kia đó, có những cái sản phẩm như là bình thường trên trái đất, mình thấy trên trái đất là cả thế giới luôn á, là mình thấy á, là chỉ có sản phẩm tẩy độc gan, tẩy độc máu, hoặc tẩy độc đường ruột. Chưa có tẩy độc máu, cái đó là mình tẩy độc đường ruột và tẩy độc gan mình thấy rồi. Nhưng mà thanh lọc tế bào là anh này là chưa ai có. Là tại vì sao? Nó là công nghệ tế bào. Đây là cái sự độc đáo của R2, nó là công nghệ slot. Mà khi nó nói về công nghệ slot đó, quý vị hãy nghĩ ngay đến là cái sự tái thiết lại, làm mới lại và làm sống lại tế bào của mình nhá. Thì cái anh này là recharge, làm cho mình có năng lực lại mỗi ngày khi sáng thức dậy. Anh này là tối mình đi ngủ là mình uống 2 viên là nó thanh lọc tế bào mình ban đêm. Người neo mình cực kỳ cần, quý vị, cực kỳ cần. Tại ban ngày quý vị uống cái này 6 viên buổi sáng, quý vị đi làm, quý vị chịu đựng được cái sự cực khổ trong ngành neo 10 tiếng một ngày. Ban đêm quý vị, cơ thể quý vị ngồi suốt 10 ngày hít một đống hóa chất vô người mình rồi. Thì cái này nó thanh lọc tế bào cho mình và nó hỗ trợ cho mình. Ngành neo tất cả đều phải dùng, không cần bị bệnh gì không. Cái này là căn bản như ngành neo. Mình là người thường không neo mình vẫn dùng. Yeah. Ok, thì cái đó là cái mà mình, đây là phép lạ của Thượng Đế cho loài người. Đối với mình nó là như vậy. Rồi thì cái R2 tại sao mà mình tuyên dương nó dữ vậy? Là tại vì nó công nghệ ASOS là làm tác thiết lại, làm mới và làm sống lại tế bào cũng như cái này đó là cái nhóm gene tuổi trẻ của mình ha. Thì không muốn nói về khoa học nhiều tại vì không có thời giờ. Ok quý vị, thì nó cái bây giờ nói về lợi ích và tính năng chính của nó nè, thì là R2 đó có tác dụng là nhằm mục tiêu lão hóa tại nguồn, tức là đánh một cái gene của mình, và nó thúc đẩy cái biểu hiện gene lành mạnh hơn và liên quan đến tế bào và liên quan đến sự sản xuất và liên quan đến năng lượng, và nó sẽ giúp cho mình trẻ trung và sôi động hơn và được đổi mới hơn và được chặt lại mỗi ngày từ cái số 1 nhá. Và cái và nó có cái tác dụng là cái số cái ban ngày. Cái ban ngày này nó có tác dụng là 3 chiều là nó tăng cường trí lực, thể lực và tinh lực quý vị nhá. Tại vì nó có nhân sâm, đông trùng hạ thảo và trái lục. Cái số 1 nó là như vậy. Và cái số 2 đó, cái ban đêm á, là hỗ trợ trong cái sự loại bỏ tất cả các chất độc mà nó tích tụ vô tế bào mình ban ngày, từ nãy mình nói rồi ha. Thì nó giúp bảo vệ cho mình, củng cố các tế bào, chống lại sự thiệt hại của bên ngoài là bằng cách cải thiện cơ chế bảo vệ cơ thể cho mình. Có thấy không? Rồi thì R2 nó là như vậy. Bây giờ cô nói sang